Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh đã tham dự ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi. Trong sáng nay, thì thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, đến gần 7 giờ sáng, mưa đã ngớt, nhiều nơi tạnh ráo, khiến cho các phụ huynh đưa con đến trường thi được thuận lợi hơn. 7 giờ sáng, các trường thi bắt đầu đón thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thí sinh được phân luồng, đo nhiệt độ, giãn cách lên thẳng phòng thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh bố trí ngồi giãn cách. Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 90 phút và ngoại ngữ 45 phút. Với chỉ tiêu vào trường công lập chiếm tỷ lệ 62%, kỳ thi này mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh không chỉ đáp ứng yêu cầu của đề thi mà cần phải ghi nhớ quy chế thi, tránh xảy ra sai sót đáng tiếc để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập. Năm nay, Hà Nội có hơn 107.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi phân luồng, còn hơn 93.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 công lập, trong khi sẽ chỉ có khoảng 57.660 học sinh có xuất học, tương đương với 62%. Số còn lại, tức hơn 35.000 thí sinh, sẽ phải có các lựa chọn khác như học tại trung học phổ thông ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng hay các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tại Hà Nội, do huyện Đông Anh trong những ngày gần đây ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nên hai địa điểm thi trên địa bàn huyện đã được đổi. Công tác phòng chống dịch được nâng cao để đảm bảo chất lượng kỳ thi cho gần 4.500 thí sinh ở Đông Anh. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Báo cáo tóm tắt thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 cho thấy, trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác đi vào nề nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các cơ quan đã thực hiện cải cách hành chính, thực hiện văn hóa ứng xử, văn hóa công sở. Đáng chú ý, các bộ ngành địa phương cũng chú trọng chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý sai phạm, đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó, việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo trên tất cả các phương diện. Hiệu quả của việc nêu gương đã mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những đột phá quan trọng từ trung ương đến các địa phương trong việc thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Thưa quý vị, nhằm tăng cường ở mức cao nhất công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang quyết định tiếp tục cách ly xã hội đối với 3 huyện là Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm nhà nhà cửa đóng then cài. Hàng trăm chốt phòng dịch COVID-19 khắp các thôn làng đã được lập ra nhằm kiểm soát dịch và hạn chế việc tiếp xúc tập trung đông người giữa người dân của các thôn, các xã trong thời gian cách ly xã hội. Đây được coi là thời gian tổng tấn công dập dịch tại tỉnh Bắc Giang. Ghi nhận tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, nghiêm cấm người dân tụ tập đông người. Đường xá vắng người, các hàng quán không thiết yếu cho biển tạm dừng hoạt động. Nhà nhà cửa đóng then cài là những hình ảnh được ghi nhận tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ngày hôm nay. Tại 25 xã của huyện này, mỗi thôn, làng đều đã thiết lập nhiều chốt phòng dịch tại các địa điểm giáp danh với các xã lân cận để hạn chế việc đi lại của người dân giữa các xã và các thôn với nhau. Những người dân ra ngoài nếu không có việc gì thiết yếu sẽ buộc phải quay về.
giấy tờ. Giấy tờ gì cả. Ừ, không có giấy tờ thì quay lại. Kiểm tra là những đối tượng nào mà không có giấy thông hành mà đi làm nhiệm vụ hoặc là để được công nhận là đi lấy những cái hàng thiết yếu để phục vụ cho cá nhân hoặc tập thể thì là dứt điểm là chúng tôi cũng bắt quanh lại và không cho đi. Thì mọi người là cũng hưởng ứng quyết tâm để phòng để dập dịch từ cái đợt này. Các tổ phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng đã được thiết lập tại các thôn để duy trì hàng trăm chốt giữa các thôn làng suốt 24/24 giờ. Hầu hết người dân địa phương đều chấp hành và ủng hộ các quy định phòng dịch với mong muốn nhanh chóng dập dịch COVID-19. Chương trình cái chủ trương của Đảng của nhà nước là rất đúng, là một hai rất nhạy bén, chứ không nếu không làm nhanh như này thì cái tình hình dịch bệnh nó phát triển nhanh, không làm nào được. Mong muốn của người dân là nhanh chóng làm sao nó dập tan được cái dịch COVID này để cho trở lại bình thường. Ở đây thì lực lượng thì chủ yếu là từ trên cán bộ xã, người ta sẽ có công văn chỉ xuống. Và người dân tham gia thì có nhiều người dân người ta còn tự mình đến xung phong để đi làm. Còn chủ chốt thì lực lượng là từ bên hội cựu chiến binh, phụ nữ xã, rồi thôn, rồi thanh niên. Mà khi có cái chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về cái việc là quyết tâm thực hiện cái công tác phòng chống dịch và sẽ dập dịch trong thời gian 14 ngày, không để dịch xảy ra trên cái địa bàn của tỉnh, thì Hiệp Hòa nói riêng thì chúng tôi cũng đã cùng Đảng, chính quyền và các cấp đã vào cuộc hết sức là tích cực. Mà đặc biệt thì trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là cái việc chấp hành của bà con nhân dân ấy thì cũng khá là nghiêm túc trong cái việc phòng chống dịch bệnh ở tại địa phương. Hiện tỉnh Bắc Giang đang bước vào giai đoạn tổng tấn công dập dịch, phấn đấu không còn trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn sau ngày 21 tháng 6. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nếu địa phương nào để phát sinh ca bệnh trên địa bàn sau ngày 21 tháng 6 do nguyên nhân chủ quan, thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh, tại tỉnh Nghệ An, các cơ quan đoàn thể và nhân dân đã có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng dịch Bắc Giang. Đây là ngày thứ 5. Cục Quản lý Thị trường Nghệ An phối hợp với đoàn khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận, phân phối và tiêu thụ hơn 80 tấn vải thiều cho nông dân vùng dịch tỉnh Bắc Giang. Ngoài phân bổ lượng hàng nhập xỉ tại các điểm bán lẻ, rất đông người dân cũng đến mua ủng hộ. Mọi người nên cùng chung tay đồng lòng để ủng hộ và giải cứu vải cho Bắc Giang. Thì thấy là quá thiết thực luôn. Nói chung là mọi người nên đồng lòng và cố gắng ủng hộ cho người dân Bắc Giang, thể hiện tình đoàn kết dân tộc. Thì thứ nhất là về vận chuyển quãng đường cũng xa xôi. Thứ hai là cái xe hàng thường nó sẽ về rất sớm, khá là khoảng từ 5:30 đến 6 giờ. Thì Cục Quản lý Thị trường Nghệ An cũng đã rất cố gắng để huy động các cái lực lượng để hỗ trợ để bốc vải từ trên xe hàng xuống, cũng như là vận chuyển đi các cái địa điểm để tiêu thụ vải. Tuy nhiên thì cái việc vất vả là thế, nhưng mà trên tinh thần là hỗ trợ bà con Bắc Giang thì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cơ quan đơn vị, Sở Công Thương phối hợp với các đại lý, siêu thị, chợ đầu mối kết nối phân phối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại các hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh với 15 điểm. Chương trình này không chỉ có ý nghĩa là tiêu thụ vải cho bà con Bắc Giang mà còn đem đến bà con tỉnh nhà các cái sản phẩm vải thiều, một cái đặc sản của tỉnh Bắc Giang đã được xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Mong muốn các cơ quan, các tổ chức, các doanh nghiệp và người dân ủng hộ chúng tôi để góp phần chung tay với bà con tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung để giúp đỡ các địa phương vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Theo kế hoạch, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh tiêu thụ 100 tấn vải thiều được chia làm nhiều đợt. Sản lượng tiêu thụ này còn có thể tăng thêm tùy theo nhu cầu của thị trường tại Nghệ An. Dịch COVID-19 khiến cho nhiều lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ rơi vào cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chuẩn bị nhu yếu phẩm chăm lo cho công nhân, người lao động.
Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang thai trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly phong tỏa. Các cấp công đoàn đang dồn sức hỗ trợ công nhân trong tâm dịch, đặc biệt với những thai phụ cận kề sinh nở, trao các phần quà gồm quần áo trẻ em, gạo, rau, thịt, sữa. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục rà soát danh sách công nhân, người lao động mang thai hoặc nuôi con nhỏ tại khu vực cách ly phong tỏa để hỗ trợ kịp thời về sữa và những nhu yếu phẩm khác.